65 ngày lại trôi qua, 8760 giờ lại chưa xa. Tết đến xuân về năm mới cần kề, và giao thừa đã tới rất cập kê. Nhào khéo chèo 4321 cụm ly mình lao đèo, không khí xung vầy xung quanh thật huyền náo, pháo hoa ngất trời đêm nay một thế nào. Gặp người ta chúc xuân này, chúc nhà nhà một năm no ấm đủ đầy, thêm một tuổi mới gặp nhiều điều may, anh em cầu được ước thấy. Người ta gọi đây là Tết cổ truyền, với những tập tục đã trở nên phổ biến. Mâm ngũ quả trên bàn là tổ tiên và bánh chưng xanh có cả một câu chuyện. Yeah. Chắc mà thế là hết năm này, ngoại phố bận bận mưa sắm mang say, ngàn xuân ngân nga, chỉ muốn về nhà. Thế là Tết đã đến thật gần, cảm giác nao nức vẫn giống bao lần, chợ hoa đông vui.